Chỉ còn vài ngày nữa, trái bóng V-League sẽ lăn trở lại trên khắp các sân cỏ cả nước. Sau hơn 2 tháng phải tạm dừng do ảnh hưởng của Covid-19, các đội bóng đang rất háo hức cho ngày trở lại. Cùng đến với sự chuẩn bị của các câu lạc bộ trong quãng thời gian khá dài vừa qua. Trước vòng 3 V-League 2021, Viettel có động thái đáng chú ý là cập nhật logo mới của câu lạc bộ. Không giống như một số đội bóng khác đã có những thay đổi từ trước khi mùa giải bắt đầu, đội bóng áo lính cũng bước vào mùa giải với một chiếc logo tạm thời trước khi tìm được phiên bản ưng ý nhất. Sự cộng hưởng các giá trị và khát vọng của đội bóng là ý nghĩa được trang fanpage chính thức của câu lạc bộ giải thích sau khi Viettel công bố biểu tượng mới này. Nếu như đội bóng quân đội tranh thủ quãng thời gian nghỉ của V-League để cập nhật logo chính thức, thì các câu lạc bộ như Hải Phòng, Thanh Hóa, Topelem Bình Định cũng đã chạy đua với thời gian để tu sửa mặt cỏ các sân vận động của mình để các trận đấu tại V-League có thể diễn ra trong điều kiện chuyên môn cao nhất. Đây là điều vô cùng đáng mừng bởi ngoài việc khán giả sẽ có thể được theo dõi những trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá số 1 Việt Nam, thì các cầu thủ còn có thể tránh khỏi những chấn thương đáng tiếc khi được thi đấu trên mặt sân tiêu chuẩn. Đối với những câu lạc bộ đã sở hữu một sân vận động tốt, một chế độ tập luyện hợp lý cho các cầu thủ là ưu tiên hàng đầu của họ trong quãng thời gian nghỉ dài vừa qua, để các cầu thủ có thể bước vào trạng thái sẵn sàng ngay khi V-League trở lại. Với Hà Nội FC, 2 tháng tạm nghỉ là vô cùng cần thiết với một câu lạc bộ đã để thua cả 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Không những có thời gian thể lấy lại tinh thần, mà quãng thời gian vừa qua còn là quá đủ để những cầu thủ như Moses, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng phục hồi hoàn toàn chấn thương. Dù Quang Hải và Bruno Cunha mới đây cũng đã gặp phải những chấn thương khác nhau, nhưng cả hai đều sẵn sàng trở lại trong thời gian sớm nhất có thể. Với các nhà đương kim vô địch Viettel, dù đã mất Đức Chiến trong phần còn lại của mùa giải do cầu thủ này bị đứt dây chằng đầu gối, nhưng những trụ cột như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng hay Hồ Khắc Ngọc đã hoàn toàn bình phục chấn thương để cống hiến cho mùa giải bận rộn khi phải chinh chiến trên cả 3 đấu trường của đội bóng áo lính. Và tất nhiên, để có sự sung sức và ý chí chiến đấu tốt nhất khi V-League quay trở lại, không gì tốt hơn là tổ chức những trận giao hữu cho các cầu thủ quen với tính chất đối kháng. Cuối tuần vừa qua trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã giành chiến thắng với tỷ số đậm 5-0 trước các vị khách tới từ Phú Thọ. Đây là màn chạy đà không thể hoàn hảo hơn của đoàn quân giàu tham vọng của Bầu Hiền cho mục tiêu vô địch giải bóng đá số 1 Việt Nam, dù họ đã thua trắng cả 2 trận đấu đầu tiên. BKM Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất tích cực đá giao hữu với nhau do lợi thế về mặt địa lý giữa hai bên. Nếu như ở trận đấu đầu tiên, Linh Nguyễn đã lập công để giúp đội bóng tới từ thành phố mang tiền Bắc đánh bại đội bóng đất thủ với tỷ số 3-1. Thì ở trận đấu sau đó, Bình Dương đã thể hiện mình là một đội bóng khó lường cho việc cạnh tranh ngôi vô địch bằng thắng lợi 6-3 trước chính thành phố Hồ Chí Minh. Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Sài Gòn cũng rất tích cực đá giao hữu khi được tạo điều kiện. Dù chỉ là những trận đấu vô thường vô phạt, nhưng đây là điều vô cùng cần thiết để hướng tới một lịch thi đấu dày đặc với 8 vòng đấu trong vòng 36 ngày kể từ ngày 13 tháng 3 tới. Trên đây là muôn màu muôn vẻ về sự chuẩn bị của các đội bóng trước khi V-League quay trở lại. Theo các bạn, câu lạc bộ nào sẽ nhanh chóng bắt nhịp với giải đấu khắc nghiệt nhất của bóng đá Việt Nam? Cùng để lại ý kiến của mình và chờ đợi V-League 2021 quay trở lại với những trận đấu bù của vòng 3 được diễn ra vào cuối tuần này. Thực sự gọi là như đá tập ở trong một trận đấu tập.